Đấy, thì cái này như vậy thì để tôi kiểm tra cụ thể như thế nào. Thì nói chung cái này thì nó cứ chạy được buổi nó dừng. Chạy dừng có khi đứng đó là gầm liền nó là chạy. Lúc chạy lúc không nó không ổn định một tí nào ạ. Có lúc chạy được cả buổi không 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 can gì. Thế mới chết. Thế bây giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành vặn ra để kiểm tra. Thì cái này thì thấy ở bên trong hơi đen này. Hôm trước thì cái này tôi đã thay thay cuộn dây rồi. Đây này, cuộn dây 46 này. Cũng cuộn dây ngon nhưng không phải là cuộn dây bình thường đâu. Đây. Tôi cái này thì tôi cũng chưa xác định được cái bảng gì. Cái ban bảng gì cả. Thì chúng tôi phải vặn ra để kiểm tra thôi. Đó là điều phải tất nhiên này phải kiểm tra. Không có gì ta thay cái đó. Đấy, chúng ta phải xử lý cái này ra xem ra đằng sau ra đằng trước ra không sao con này không hồng gì ăn rồi. Chặt quá. Ai sẽ sao nhỉ? Chặt thế nhỉ? Rồi. Như thế. Cái này bị sát trục các bạn. Hơi tính trục rồi. Để tôi xem thử. Đó là cái này phải thay trục bọt thôi. Các bạn thấy không? Cái trục bị tải trục rồi. Đấy. Này. Đang thu dần. Cái này chúng ta phải thay thôi. Trục như thế này. Tải trục rồi. Đây. Lắc ngang được rồi. Rồi chúng ta phải thay con trục này. Như vậy trước khi thay thì chúng ta rút những cái này ra này. Đấy. Thải bớt đi. Rồi. Cái này nó đặc biệt là ở bên dưới này, này nó đen thui cho nên các bạn phải chùi đi chùi.
nhiều dầu quá. Vậy đóng nó ra thôi, bình thường cái này chúng ta lấy một cái cơ bản, còn cái này thì chúng ta loại nó đi, cái này chúng ta rút ra. Đấy, loại loại nhá, rút hỏng nhá. Đấy, cái này thì chúng ta phải bấm lại đi. Hay là trục bọn này chúng ta bỏ nhiều nhất vào. Cái này đang ngắn quá, thêm tí nữa. Được, vừa chọn. Còn đầu này thì ta chui cho sạch quá. À, chào. Đấy, sạch sẽ. Rồi. Thử trừ cái trống chúng đụng thử nó thử có cái rơ lẻ trống thử có trống nuôi cả rơ lẻ ngoài nuôi. Đi mẫu về đặt à thôi thử đâu cam điên rồi đây.
Lâm là rồi, Lâm tên ở. Đây cũng mới lao một à, mời 15 gạch là ngay anh rồi à. Em rồi chứ, em ơi lấy cái nồi nhận đóng cái rồi chứ, nhận đóng cái mà có nồi nhận đóng đi chứ em ơi. Hết 6 chốt thầy nhận thôi, ai có đóng nhận nữa rồi nhận từ biệt đấy, sau tay có đóng nhận em bật ra đó, nhận với cái nữa rồi vừa cam điên vô rồi rồi nha. À có thấy thấy gạch mất à, nó cho ngay mình vẫn đến mà vừa bán gạch đến rồi xuống mà nó cho mà rõ ràng đủ nghe rồi, rồi được à, mất lâu nó mất thu với lâu nó mất đi được nè, mất mà 15 nó khai đoạn làm gì đó, làm chỉnh đúng không, ở về 2 năm rồi đó rồi. Đặt đi. Bây giờ chúng ta khổ thôi. Rồi, chúng ta nhỏ dầu vào. Cắt vào. Đây là cái mõm này, mõm như là vằn thẳng à, thẳng à. Chúng ta thấy này, vằn bên trong này nhìn rồi bây giờ ok rồi này, thấy sáng loáng bây giờ nhá. Đây gia đình yêu cầu bỏ cái này vào, bỏ luôn, chấp nhận hết. Đâu rồi, biết tốt quên đâu đây.
Đấy, nhưng chỗ đơn giản này nhiều người bỏ không được đâu này. Bỏ không đúng của nó đâu. Bỏ thì bỏ được, nhưng không đúng. Cái này dùng rồi. Ta cắt ngắn cái này đi. Đâu, kéo đâu. Kéo lại mất đơn nào. Rồi. Đây, rồi, cắt bớt đi. Bớt cho nó xẹp. Chúng ta cào thạch vào. Rồi. Đấy. Các bạn ok chưa? Rồi. Thôi như vậy là thôi, cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhớ nút like và subscribe nhé. Xin chào quý vị các bạn nhé.